Hello anh em, chạy quất giống tại Hậu Giang. Quất nhà ép đẻ luôn nha anh em, ép nở luôn anh em ơi. Quá trời luôn. Bao ngon không à? Chờ đủ. Đó, đây là quất ép bổi ép nhà luôn nha anh em. Quất con nha anh em ơi. Đang rất lông. Quất mỏ ác không? Nói xíu không? Nó quất lùng nó ngon không? Ừ, lúng liếng. Không phải là ngon hay không mà tùy mẻ chơi cưng ơi. Mà cũng như con gà vậy thôi. Nhầm con thấy dòi dài thòn mà đá cửa có nùi, con lùng đá dở ẹt, con lùng đá hay cũng chừng. Quất nó cũng vậy. Nuôi này có chuột không vậy? Dễ vậy em. Đẻ trong này luôn hả? Đẻ luôn. Có đẻ chưa? Chưa. Con cù mệt chích ghé anh em ơi. Trời ơi, ủa nó nuôi ngộ vậy hả nhóc? Ừ. Không có ở dưới ấy hả? Không, ngồi nó xuống rồi nó tự ra tự vô luôn á. Vậy tự vô luôn. Ủa giống Thái Lan quá vậy? Ừ thì Thái Lan rồi, nó khi nào muốn cần đẻ thì con đem vô. Ừ, không đi sao? Đi đâu ông nội, cái này gã đá rồi chết. Quất này quất máy nè, quất máy gốc của anh nè. Hồi đó giờ luôn hả? Ừ. Trời ơi, trời. Chống này là cha, chống của Ngân, rồi chống Tài đâu xài nè.